Bạn bố ly xe tải ơi, hôm qua có một cơn mưa rất lớn. Hay là bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra bãi đầm này tìm kiếm những chiếc xe đồ chơi đi bạn bố ly xe tải ơi. Ừ đúng rồi, hôm qua có một cơn mưa rất là lớn. Bây giờ chúng ta cùng nhau đi ra bãi đầm này để tìm kiếm những chiếc xe bị trôi dạt đi nha. Ừ vậy bây giờ chúng ta cùng nhau đi tìm những chiếc xe nha. Let's go nào. Let's go. Dưới này nước quá, mình bị ngã rồi. Từ từ chờ mình một tí, ở dưới này có con hố sâu rồi. Let's go nào. Ở ngoài đây nước sâu quá, đi ra ngoài đây nước sâu quá. Chúng ta hãy cẩn thận nha, đi từ từ thôi. Ôi, bạn ơi, mình đã thấy rồi nè. Ô, mình đã thấy rồi. Có một món đồ chơi nè, Rồi, bây giờ mình sẽ cẩu vô nha. Mình sẽ lôi vô, để vô bờ nào. Những chiếc xe đồ chơi này có thể rất là đẹp nha. Để mình sẽ chở vô bờ. Rồi, mình đã chở vô bờ rồi, bên xuống nè. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm nữa nha. Let's go nào. Mình thấy bên đây có một món xe đồ chơi nữa. Để mình kêu bạn xe cẩu đi qua đây lấy nha. Ok, chờ mình một chút để mình sẽ qua bên đó, mình sẽ cẩu xe đồ chơi lên nha. Wow, hôm nay nước ngập sâu quá, ngập mất bánh xe mình luôn, nhưng mà mình vẫn chạy được nha. Ok, mình đã thấy rồi, bây giờ mình sẽ kéo cái món đồ chơi này vô nha. Kéo vô nào. Rồi, kéo vô đây, ở đây hết sâu rồi. Rồi, chờ một chút, bạn xe tải sẽ tới chở bạn xe đồ chơi này nha. Ui, nước sâu quá, ngập mình luôn rồi. Ui. Bây giờ chúng ta hãy đưa bộ xe đồ chơi này lên. Rồi, bây giờ bạn xe tải sẽ chở về. Bạn mua ly xe tải đang chở về nha. Rồi từ từ chờ một tí. Rồi ok. Hmm.
Rồi bây giờ mình sẽ mở những chiếc xe đồ chơi này ra coi nha các bạn. Rồi đầu tiên, đây là bộ xe gì đây? Mình sẽ mở ra nha. Rồi, mình đổ ra cho các bạn xem nè. Bốn chiếc xe rất đẹp luôn. Rồi, còn đây nữa, mình sẽ mở bên tay gái luôn. Rồi bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ xem chiếc xe nào ta. Đây là chiếc xe này nha. Xe này là xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe bồn trộn bê tông các bạn ơi. Wow, xe bồn trộn bê tông đẹp quá các bạn ơi. Xe bồn trộn bê tông chạy bánh đà các bạn ơi. Đây là cái bồn trộn bê tông nè. Xe bồn trộn bê tông rất là đẹp luôn. Wow, đây là phía đầu xe nè các bạn ơi. Xe đẹp chưa? Cái mâm xe nhìn cũng rất là đẹp không các bạn? Rồi mình sẽ để đây một bạn. Còn đây là bạn gì đây? Đây là một bạn xe cứu hỏa các bạn ơi. Đây là một bạn xe cứu hỏa, xe thang cứu hỏa chữa cháy nè. Đây cũng là một cái xe chạy bánh đà luôn nha. Xe cứu hỏa chữa cháy nha. Bạn này nhìn rất là đẹp luôn, để mình rửa cho sạch nào. Mình rửa cho bạn sạch nha. Các bạn thấy có đẹp hay không? Phía trước đầu xe nè. Rồi bây giờ mình sẽ để bạn đó ở đâu ta? Để bạn đó bên này đi. Đây, để bạn xe cứu hỏa bên này nha. Rồi tiếp theo, đây là bạn xe gì đây? Để mình rửa cho sạch nào. Đây là một bạn xe này, đây là xe đổ rác. Xe đổ rác có màu xanh nha các bạn. Xe chạy bánh đà rất là đẹp các bạn ơi. Cái mâm xe nè các bạn, nhìn thấy đẹp chưa? Đầu xe nè. Rồi đây nè các bạn nhớ nha, chúng ta phải bỏ rác đúng nơi quy định nè, bỏ vào thùng rác nha. Có rác là chúng ta sẽ bỏ vào thùng rác nha. Rồi xe rác sẽ chạy đến và mở xe ra và đổ thùng rác vô, rác vô trong này, rồi đậy lại, rồi sẽ chở đi. Đó, đi ra bãi rác, mở ra đổ rác xuống đó các bạn thấy không. Xe đổ rác này đó là có nhiệm vụ là dọn dẹp, làm sạch vệ sinh môi trường nha. Rồi chúng ta sẽ để chiếc xe ở đây. Rồi tiếp theo, đây là chiếc xe gì đây các bạn? Đây là một chiếc xe cẩu, xe cần cẩu nha các bạn. Xe cần cẩu cứu hộ hoặc là cẩu hàng. Bạn xe cần cẩu này thì giống như bạn xe bô ly cần cẩu nè. Rồi chúng ta hãy để xe bô ly cần cẩu đây. Hôm nay bạn xe bô ly cần cẩu đã đi cẩu những cái món hàng này. Lên bạn xe bô ly này nè. Bô ly xe tải nè, để bạn chở về. Hay quá phải không các bạn? Các bạn nhìn thấy cái bạn xe cần cẩu này cũng đẹp lắm đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ để ở đây nha. Rồi tiếp theo, đây bạn xe này. Bạn xe này là bạn xe gì đây các bạn? Bạn xe này là bạn xe cấp cứu nè, bạn xe cứu thương nè các bạn. Nè bạn xe này bạn xe cứu thương nha. Bạn này sẽ chở những bệnh nhân nha, những bạn nào cần đi vào bệnh viện thì xe cứu thương sẽ đến. Xe cứu thương chạy đến đó các bạn không? Xe cứu thương sẽ chạy đến
và chở những bệnh nhân để vào bệnh viện nha. Đây chúng ta sẽ mở cửa đây. Rồi đây bây giờ mình sẽ để đâu ta? Mình sẽ để ở đây nha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ xem coi chiếc xe này xe gì đây. Đây là một chiếc xe, này là cái chiếc xe gì các bạn? Đây là chiếc xe ben nè, xe ben chở đất cát nè. Xe ben chở đất cát. Đây xe ben chở đất cát nè. Đây mình sẽ múc cát nè các bạn. Múc cát. Múc cát. Thì mình xin giới thiệu với các bạn luôn, đây là chiếc xe gì đây? Đây là chiếc xe cẩu múc cát đúng không? Đây là một chiếc xe cẩu múc cát luôn nè. Xe cẩu múc cát sẽ múc cát lên xe ben chở cát nè các bạn. Hai xe này làm việc chung với nhau ở ngoài công trình nha. Xe múc đất nè, múc cát nè. Sẽ múc lên trên xe ben để xe ben đi đổ đất cát. Hai xe này cùng làm việc chung với nhau ở ngoài công trình. Rồi mình sẽ để hai bạn xe này ở đâu đây ta? Hai bạn xe này mình sẽ để ở đây đi. Đi cuối cùng còn một chiếc xe nè các bạn ơi. Xe này là xe cảnh sát bắt tội phạm nè các bạn. Trời ơi, xe cảnh sát bắt tội phạm nè. Xe này chở phạm nhân đó nha. Những ai mà là người xấu đó các bạn. Mở ra nè các bạn. Mở ra nha. Mở ra. Bắt tội phạm vô. Rồi khóa lại. Rồi chở đi. Chở đi nha. Xe đẹp không các bạn? Wow, xe này cũng chạy rất là mạnh các bạn ơi. Xe chạy cũng rất là mạnh nha. Rồi đây là đầu xe nè. Quá là đẹp luôn, những chiếc xe này quá đẹp luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cùng nhau xem lại những chiếc xe từ nãy đến giờ mình tìm được nha các bạn. Một chiếc xe cần cẩu nè. Một chiếc xe cứu hỏa nè các bạn. Một chiếc xe múc cát nè. Một chiếc xe ben nè. Một chiếc xe cứu thương nè. Chiếc xe cứu thương mở ra nè các bạn. Mở ra nè. Cho bệnh nhân vào. Đưa đi cấp cứu. Rồi còn đây, đây là một chiếc xe này là xe bồn chở bê tông nè. Còn đây, đây là một chiếc xe cảnh sát các tội phạm nè. Còn đây, đây, đây là một chiếc xe đổ rác nè các bạn. Xe ben đổ rác nha. Rất là nhiều xe đẹp luôn các bạn ơi. Hôm nay mình đi cùng với bạn là xe Poly nè. Poly này là Poly xe ben nè. Với lại bạn Poly cần cẩu nè. Đi cứu được những bạn xe này ở ngoài bãi đầm lầy nha các bạn. Rồi video của mình đến đây xin được kết thúc. Xin chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.